để có tiêu chuẩn thành công riêng của mình, có thể là tiền tài, là danh vọng hay sự nổi tiếng. Nhưng đối với Rossy Việt Nam chúng tôi có thể đem lại cho những người đầu bếp một hệ thống bếp công nghiệp hiện đại nhất, chất lượng nhất, năng suất nhất và tiết kiệm nhất. Đem lại thành công cho các bạn, đó chính là thành công của chúng tôi. Hôm nay như thường lệ, lần này Rossy Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn một máy chế biến thực phẩm công nghiệp cực kỳ hữu ích, tiện dụng và có năng suất rất cao trong môi trường nhà bếp. Nào, các bạn hãy cùng chúng tôi xem đó là sản phẩm gì nhé. Xin mời. Sản phẩm mà ngày hôm nay Rossy Việt Nam muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là một chiếc máy thái thịt công nghiệp Đức Việt có mã số là DVT300E. Thì như các bạn biết rằng là khi mà khối lượng thịt mỗi ngày chúng ta phải thái lên tới hàng trăm cân. Ví dụ như trong các bếp ăn công nghiệp, các bếp ăn nhà hàng khách sạn hay chỉ đơn giản là trong quán phở thôi, thì chúng ta không thể nào mà thái thủ công bằng tay được, phải không ạ? Như thế rất là vất vả, rất tốn công, tốn sức. Vậy thì tại sao các bạn không chọn ngay cho mình một chiếc máy thái thịt công nghiệp Đức Việt có mã số DVT300E như một người trợ thủ đắc lực nhỉ? Thì quay trở lại với chiếc máy thái thịt công nghiệp ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu qua phần thông số cụ thể của sản phẩm. Chiếc máy thái thịt công nghiệp Đức Việt có mã số DVT300E là dòng sản phẩm thuộc hơn 20 mã máy thái thịt cao cấp nhất mà Đức Việt đã tung ra thị trường. Chiếc máy thái thịt có độ dày lát cắt điều chỉnh từ 0 đến 14 ly, trọng lượng là 27,7 cân, công suất sử dụng điện là 250W, tiết diện cắt của miếng thịt là 180 x 210 ly, sử dụng điện áp 220V, tức là điện áp gia đình mình các bạn ạ. Chúng ta sẽ không phải bố trí một đường điện ba pha như các máy thái thịt cao cấp khác, mà chúng ta sẽ cắm luôn qua ổ dây điện và sử dụng như bình thường. Bằng cái nhìn đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một chiếc máy thái thịt có đường nét thiết kế rất là chắc chắn, phải không ạ? Đường nét thiết kế rất góc cạnh, rất sắc bén. Vỏ ngoài của chiếc máy thái thịt công nghiệp này được làm bằng nhôm nguyên khối, đảm bảo khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh lau chùi cũng rất dễ dàng, đồng thời lại đem lại một vẻ ngoài rất là đẹp cho sản phẩm máy thái thịt công nghiệp. Với chiếc máy thái thịt công nghiệp DVT300E, các bạn có thể dễ dàng thái các miếng thịt rất là đều và độ dày chuẩn chỉnh như ý muốn. Chiếc máy thái thịt công nghiệp này các bạn có thể dùng trong các bếp ăn lớn, các nhà hàng, các bếp ăn tập thể như trường học, doanh trại, bệnh viện trên cả nước. Và đặc biệt rằng là dòng máy thái thịt của Đức Việt sản xuất 100% bằng nhôm và hợp kim nguyên khối, với lưới hợp kim có độ bền rất là cao và hiệu suất sử dụng cực cao. Chiếc máy thái thịt DVT300E có thiết kế khoa học, tiện dụng và hợp lý, được chia ra làm nhiều model khác nhau về công năng, công suất và kích thước. Do đó, tôi tin chắc rằng với một dải sản phẩm rộng như thế này, các bạn sẽ hoàn toàn tìm ra cho mình một chiếc máy thái thịt ưng ý. Chiếc máy thái thịt DVT300E chúng ta dùng để thái thịt chín và thịt đông lạnh các bạn nhé. Còn nếu như chúng ta cần quan tâm tới sản phẩm máy thái thịt tươi, các bạn có thể quay trở lại video của channel Rossy Việt Nam để có thể tham khảo thêm. Đồng thời, với những quý khách hàng đang có nhu cầu sử dụng về tư vấn về kiến thức máy thái thịt DVT300E, hoặc các bạn đang muốn sở hữu cho mình một chiếc máy thái thịt, thì các bạn hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới clip, hoặc liên lạc với chúng tôi qua các kênh như YouTube, Facebook hoặc website. Chúng tôi sẽ ngay lập tức liên lạc với các bạn để tư vấn. Với mỗi một chiếc máy thái thịt thì chúng tôi sẽ tặng kèm một bộ phận đá mài lưỡi dao như thế này. Nếu như các bạn cần cảm thấy lưỡi dao không còn được sắc bén thì chúng ta sẽ ấn nút để mài lưỡi dao nhé. Tuy nhiên chúng ta không nên quá lạm dụng bộ phận lưỡi dao. Đây là cách mài. Còn đây là bộ phận để găm lưỡi thịt. Công tắc on off. Đây là bộ phận núm điều chỉnh, tăng chỉnh độ dày miếng thịt từ 0 đến 14 ly. Các bạn sẽ có những miếng thịt đều đẹp như ý muốn, tùy vào loại thịt chúng ta và tùy vào từng nhu cầu sử dụng của chúng ta. Với một chiếc máy thái thịt DVT300E, tôi tin rằng là một thiết kế gọn như thế này, các bạn sẽ dễ dàng tìm ra cho mình một vị trí thích hợp để đặt chiếc máy thái thịt. Vậy các bạn hãy còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay cho chúng tôi. Tôi tin rằng với một người như là, cho dù bạn là dân set up, bạn là người chuyên đi thu mua các thiết bị bếp công nghiệp, hay chỉ đơn giản bạn là chủ những quán phở, thì việc sở hữu, việc được sự trợ giúp DVT300E, một chiếc máy thái thịt công nghiệp Đức Việt như thế này, sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn nhất cho công việc của các bạn. Sử dụng máy thái thịt DVT300E, các bạn có thể thái khối lượng thịt rất lớn lên tới hàng trăm cân mỗi ngày. Điều này sẽ giúp chúng ta giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và kiến tạo nên sự thành công. Khi sử dụng máy thái thịt DVT300E, các bạn sẽ có một nguồn doanh thu, một nguồn lợi nhuận, sự tiết kiệm chi phí vận hành lớn gấp nhiều lần so với việc chúng ta sử dụng các dòng máy thái thịt khác. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn lại toàn cảnh một lần nữa chiếc máy thái thịt này nhé. Với các sản phẩm công nghiệp không quá chú trọng về bề ngoài thì quả thật chiếc máy thái thịt này là một điều rất là ngoài sự mong đợi, với thiết kế rất là đẹp gọn, phải không ạ? Với chiếc máy thái thịt DVT300E, Rossy Việt Nam xin kính gửi tới quý khách hàng một chương trình bảo hành 12 tháng, bảo trì trọn đời cho sản phẩm. Trong thời gian bảo hành, quý khách hàng sẽ được thay thế linh kiện sản phẩm miễn phí. Với mỗi một chiếc máy thái thịt DVT300E được Rossy Việt Nam cung cấp ra ngoài thị trường, chúng tôi xin kính gửi quý khách một chiếc thẻ bảo hành. Trên đây sẽ có ghi rõ thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng, ngoài giờ xuất kho, để từ đấy có thể đưa ra một chương trình hậu mãi tốt nhất và phù hợp nhất đối với từng khách hàng thân yêu của Rossy Việt Nam. Vừa xem xong video giới thiệu về một sản phẩm hóa tiện ích nhiều công năng của Rossy Việt Nam đã sản xuất. Chẳng có điều gì còn chần chừ khi không đầu tư ngay cho cơ sở mình sản phẩm tốt như vậy, phải không nào? Ngay lúc này, nếu bạn là sắp mở nhà hàng hay quán ăn, hãy liên hệ với Rossy Việt Nam qua hotline 0912 863 364 để được tư vấn thêm nhé. Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ có những video trải nghiệm thực tế về sản phẩm để các bạn có thể hình dung rõ về sản phẩm cũng như các dòng máy chế biến thực phẩm khác. Hãy nhấn theo dõi và đừng quên like để chúng tôi có thêm động lực. Xin chào và hẹn gặp lại.